Ảnh thân mật được cho là Bình Minh và Trương Quỳnh Anh đang khiến cư dân mạng xôn xao. Trên mạng xã hội, bỗng rò rỉ loạt ảnh khá tình tứ được cho là của MC Bình Minh và nữ ca sĩ Trương Quỳnh Anh. Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau loạt ảnh tình tứ được cho là của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh. Theo đó, cả hai đã có những cử chỉ vô cùng thân mật, vượt quá mức một mối quan hệ đồng nghiệp thông thường, khiến công chúng xôn xao bàn tán. Liên lạc với Bình Minh để xác minh loạt ảnh tình cảm trên, nam diễn viên cho biết, tôi không quan tâm đến những điều đó. Riêng phía Trương Quỳnh Anh, chúng tôi liên tục liên lạc, nhưng người đẹp không bắt máy. Bình Minh và Trương Quỳnh Anh từng hợp tác trong dự án phim Thề Không Gục Ngã vào tháng 2/2016. Cặp đôi cùng với ekip gồm đạo diễn Phương Điền, Trương Thị May cùng có mặt ở Ấn Độ tham dự một liên hoan phim quốc tế. Loạt ảnh thân thiết được cho là của nữ ca sĩ Trương Quỳnh Anh và nam diễn viên Bình Minh. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bình Minh và Trương Quỳnh Anh từng hợp tác trong nhiều dự án. Bình Minh tỏ vẻ không quan tâm, còn Trương Quỳnh Anh hiện vẫn chưa liên lạc được. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật những thông tin chính xác nhất về sự việc này.